Hello, xin chào mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay thì sau cái clip gọi là sâu kho đồ, một số cái clip sâu kho đồ của mấy vị đại gia ấy, thì đợt trước clip hôm trước thì mình đã sâu kho đồ của một tiểu thư. Thì ngày hôm nay thì mình lại có một clip sâu kho đồ nữa, nhưng mà hôm nọ là sâu của tiểu thư rồi, hôm nay chúng ta lại sâu kho đồ của thiếu gia. Gái xong phải có trai đúng không, đúng không anh em? Thì đây là cái link của một vị đại gia mang tên là Bố Kem. Chắc hẳn là một số anh em cũng không còn quá xa lạ với Bố Kem nữa rồi. Và liệu rằng là trong kho đồ của vị thiếu gia này có cái gì xịn sò con bò không thì mình cùng đến ngay luôn nha. Thì mình cảm ơn anh gọi là anh Bố Kem đi, có liên hệ Facebook của mình và mình mượn được cái của anh ấy để show cho anh em xem. Mình không tiện show Facebook, tránh trường hợp là nhiều các hacker các kiểu hack Facebook mệt lắm anh em, nên là mình không show Facebook. Mình chỉ cảm ơn gọi là Bố Kem đi cho nó dễ gọi đi anh em. Ok, thì bây giờ thì sẽ vào luôn kho đồ của vị đại gia này, thiếu gia này, xem là kho đồ này có xịn như kho đồ của tiểu thư 19 tuổi hôm nọ hay không. Nói chung nó cũng chỉ ngang ngửa thôi anh em, kéo khi mình nghĩ còn hơn đấy anh em. Thì đây là cái gọi là một kho trang phục, nói chung là cũng mặc mệt nghỉ rồi dậy mặc tiếp, không thể hết được đồ anh em ạ, quá nhiều đồ. Lại một gọi là một đam mê nữa là một đam mê game thời trang sở hữu cho mình, đó là rất nhiều những cái bộ đồ xịn sò con bò ở đây, xanh đỏ tím vàng có đầy đủ luôn, quá trời đồ anh em nhìn không. Như thế này thì mặc bao giờ mới hết rồi anh em, theo anh em nghĩ thì mặc kiểu gì để hết được, mỗi trận sẽ ra thay một bộ à hay là sao? Thì cái này thì tùy theo hứng của vị đại gia này thôi anh em nhớ, quá nhiều đồ luôn, mỗi trận nó thay một bộ. Thu toa định mệnh, mình chỉ ước được vài bộ xịn xịn thôi là ngon lắm thôi, nhưng mà đây không, một vài bộ với anh ấy là không đủ mà phải là full bộ cơ đó, quá xịn xò con bò ở đây luôn, váy vóc các thứ S8 S9 quần què gì cũng có, Victory này cũng có luôn. Đấy, đây là cái kho đồ set đồ anh em ạ. Còn đến với cái loại mũ thì cũng như bạn tiểu thư kia thôi, nói chung là mũ gì chả chơi. Đấy, uầy hợp nhở, cái đầu này hợp vãi anh em nhở, hợp mấy cái bộ quần áo này kê. Đấy anh em nhìn không, rất nhiều, quá nhiều luôn, đội mệt nghỉ rồi lại đội tiếp, không hề hấn gì hết. Đấy anh em thấy không, đồ nhiều như thế này thì mặc bao giờ mới hết rồi anh em, ước mong chỉ được vài bộ thôi. Đây là kho mặt nạ cũng như vậy, rất nhiều, và ở trong nick này thì còn hơn ở một điểm đặc biệt nữa, thì lát nữa mình sẽ show cho anh em xem. Đây là kho mặt nạ, kho áo này, kéo mệt nghỉ, em thấy không, quá trời, quá nhiều luôn, quá nhiều luôn. Áo thun Godzilla cũng tận 3 cái đầy đủ luôn. Đấy, quần này cực nhiều. Nói chung ấy, với cái số tiền mà đầu tư vào con game này, click này thì mình cũng nói chung là tiền trăm củ anh em ạ. Quá giàu. Trời ơi, trăm củ mình làm cả đời mới kiếm được. Nhưng mà với vị thiếu gia này thì đam mê vào game là lạp hết. Đây là có ba lô. Đây, cái ba lô là mình thích nhất này, ba lô này đẹp vãi lìn anh em ạ. Tất cả loại ba lô gần như là có, cá mập, cá voi, cá xanh, các thứ ba lô mới này cũng có này. Đấy, quá đẹp luôn.
quá nhiều luôn. Hò mũ cũng làm hơn chục cái anh em ạ. Quá nhiều, trời ơi. Như này thì dùng bao giờ mới hết đúng không anh em? Không thể nào mà dùng hết được. Bây giờ thì chúng ta cùng đến với kho súng nha. Cái kho này mới là kho ra tiền đây này. Kho này mới là kho đẹp trai này. Đấy. Đầu tiên là chuyên mục AK. AK thì cây AK Spiderman này khá là đẹp. Cái bộ người nhện đấy anh em. Cái bộ không phải, hình như là Spiderman hay cái bộ cái gì ấy liên quan đến người nhện hay cái gì đấy. Thì đấy, cây AK cũng có luôn, sở hữu cho mình đó là 5 skill AK. Và kho M16 bao gồm một cây M16 nâng cấp và hai cây M16 khác. Ska thì cũng có cho mình, uầy, đâu đó là hơn chục cây Ska của anh em. Quá nhiều skin luôn. M4 thì cũng sở hữu một cây M4 băng, một cây M4 hề và vài con skin M4 khác. Đâu đó là khoảng, đâu đó là 6 cái skin M4 anh em ạ. Garoza thì không có, AUG cũng 2 cây. QBZ 3 cây. Bero thì có 1 cây. Mấy cây này thì không có skin. Chúng ta cùng đến với kho khác. Đó là skin K. Ở đây thì cũng, ui trời ơi, cũng có skin K nâng cấp luôn anh em ạ. Và cầm trong mình đó là một cây K Gold. Mấy cái K này cũng đẹp phết anh em ạ. Đây là mấy cây K này đẹp này. Quá trời K đẹp luôn, K này cũng đẹp luôn. Đây, K đẹp nhất là K nâng cấp anh em ạ. M24 cũng 2 cây và 1 cây nâng cấp. AWM thì 4 cây, M94 thì có 2 cây, SKS 1 cây, Mini thì 3 cây, SNR thì 2 cây, QBU cũng có 1 cây luôn, SMG thì cũng có Uzi nâng cấp luôn anh em ạ. UMP thì, ui dồi ôi, định mệnh 2, 4, 6, 8 cây UMP cơ. Quá trời. Thompson cũng có cho mình 3 cây. Shotgun thì 686 cũng 3 cây. Một cây sóc lọ vàng. Đấy, quá nhiều. M49 cũng có luôn. Từ. DP cũng có 3 cây luôn anh em. Trời ơi. Cái đã kho đồ, kho quần áo nó đã gọi là thể hiện một đẳng cấp. Đây kho súng lại còn thể hiện một đẳng cấp tầng cao hơn. Kho súng là kho gọi là nhìn ra tiền đấy anh em. Nục thì cũng nói chung là cũng có skin luôn. Cái này không có. Gậy gôn có một cái, liềm có một cái. Và chảo thì ui thổi ôi, mười mấy cái chảo luôn này. Chảo rồng, chảo bạc, các thứ có hết anh em ạ. Đấy, quá kinh khủng luôn anh em. Và một kho nữa đó là kho siêu xe của anh ấy. Và cũng có xe Godzilla nâng cấp luôn. Không phải nói nhiều, cái gì cũng nâng cấp. Thế gọi là thể hiện được sự giàu có. UAT có 3 con, trong đó có một con nâng cấp. Bọc thép thì đây không phải bọc thép, đây là con gì nhở? Con gì đấy? Con này thì cũng 3 con luôn. Xe bọc thép thì không có. Xe này cũng không có. Dacian thì có cho mình là 2, 4, 6 con. Và trong đó thì cũng có một con siêu xe luôn. Loại mới nhất, siêu xe cá mập. Tiền tỷ đấy anh em. Mấy con này thì không có rồi. Mô tô thì cũng, ui dồi ôi, mô tô cũng có nâng cấp luôn anh em ạ. Không phải nói nhiều. Quá là giàu có thì 2, 4, 6 con mô tô cơ. Bucky thì cũng 2, 4, 6 con. Thuyền cũng có luôn. Thuyền cũng có cá mập luôn. Xe đi học cũng có 3 con luôn. Trời ơi. Túc túc thì không có rồi. Ta cùng điệu nhảy thì quá trời điệu nhảy luôn. Này. Quá nhiều. Trời. Đây là hiệu ứng của bộ đồ đấy anh em. Kho thẻ thì cũng không có gì nhiều. Đây. À, cái gì nhỉ? Đâu nhỉ? Máy bay thì cũng có 2, tận khoảng đâu đó là hơn chục con máy bay cơ. Bay này cứ bay cả ngày anh em ạ.
mỗi trận ra đổi một con máy bay khác, quá kinh khủng đi. Dù nữa chứ, ui dồi ôi, dù này thì thôi, khoảng đâu đó là anh em cứ ra chơi game nhảy dù đúng không, cứ ra thay một cái dù, mỗi trận thay một cái dù khác nhau, hợp lý và là đấy, đấy là cái kho, gọi là kho đồ tạm thời của vị đại gia này. Bây giờ thì chúng ta cùng đến với kho, gọi là vừa nãy là mình review kho đồ này, kho đồ quần áo là nhiều tiền này này, xong rồi đến kho kho súng thì là nhiều tiền hơn này, còn bây giờ thì đến với kho cực phẩm nhiều tiền hơn nữa, đó là kho nâng cấp. Đấy. Kho này thì gọi là kho, gọi là tiêu tiền phải là tiền tỷ vào đây này, tiền tấn vào đây này, đổ mấy cây vàng vào đây chắc. Thì AK thì không có, SK thì cũng không có, K98 thì cũng là có và lâng lên level 3, lâng lên đủ lấy cái level mà kêu mà nó sẽ hiện lên bảng vàng đấy. Ví dụ như là DG bố kem vừa kêu được thằng bỏ mẹ nào đấy, đấy thì nó hiện trên bảng vàng. Ui, đẹp trai VL. Lâng cấp lại tốn tiền lắm anh em ơi, không phải đùa đâu. Level 3 cũng khá là đẹp anh em ạ. Uzi thì là mắc mẹ nó level. À chưa, mới level 4 thôi anh em, một level nữa là mắc. Thì cũng là đủ để lấy cái tên đẹp trai. DG Okem vừa lại giết được thằng chết cha nào đấy. Đấy, hợp lý VL. Cũng rất là xịn xò con bò. Cây level mắc này đẹp nhỉ anh em nhỉ. Nhìn màu mẻ đẹp VL. Cố lâng lên level mắc đi anh ơi. Chắc là không có, không có đồ để lâng cấp, quay khó thôi. M4 hề thì cũng lâng đủ đến level 4 luôn, là có thêm là cái gọi là gần mắc được cái hiệu ứng, chỉ còn một cái lưỡi nó thò ra nữa thôi. Đây, cực đẹp luôn anh em, nhìn không, quá đẹp. Và tất nhiên cũng có một cái bảng vàng hiện lên. DG bố kim vừa giết được thêm một thằng chết cha nữa đấy, lưỡi đó. Đấy, đẹp trai. Người ta gọi là tiền nhiều thì để làm gì, mà đẹp trai thì có gì sai đúng không. Hôm trước thì có thiếu à không, có tiểu thư rồi, hôm nay thì chúng ta đến với gọi là thiếu gia. Đấy, M416 xương cũng nâng cấp lên level 4, cũng có hiệu ứng kêu được thằng bỏ mẹ nào đó. Gần như là anh này chỉ nâng cấp những cái khẩu súng mà anh ít chơi thì anh chỉ nâng cấp lên đủ để có thể có cái hiệu ứng kêu được tem ở trong hiện lên trên cái lúc mà anh bắn nhau ấy. Đây là cây M16 cũng level 4. Ui giời ơi, đây mới gọi là đẹp trai này. Cây M24 mới ra và anh ấy đã mâng mắc con mẹ level rồi, đó là level 5. Tất nhiên cũng uầy, lóe sáng này anh em này. Đẹp thực sự luôn, tất nhiên là cũng có một cái bảng vàng là vừa kêu được thằng chết cha nào đấy, thì tí nữa tiện mượn được nick của anh này thì tí nữa mình sẽ gì, mình sẽ vào test thử cái cây M24 xịn xò con bò nó xem ra làm sao nha anh em. Mắc level luôn, quá chất chơi người rơi. Cứ phải gọi là chất, quá chất luôn. Và cây cuối cùng đó là cây M4 băng với cái level là mắc luôn. Cây M4 băng chắc là cây M4 anh ấy thích nhất, nên là anh ấy lần mắc mở nó level rồi anh em. Tất nhiên là cũng có một cái bảng hiện lên, DG bố kẹp vừa lại giết được thêm một thằng chết trôi nào đấy. Đấy, và có cái hiệu ứng gọi là bắn vào người đấy. Và đây là mắc level, và mắc level thì có cả cái hiệu ứng kêu được hòm thì nó ra cái hình như thế này. Đó là sơ bộ cái kho gọi là tiêu tiền bằng cân vàng của vị đại gia này. Mà bây giờ thì thêm một cái nữa xịn xò con bò trong cái nick này nữa, đó là cái bậc danh. Và anh em nhìn thấy cái khung S8 chưa? À S8 chưa? Đó là cái danh con què đấy. Thì mình có được thông tin của anh ấy là anh ấy đang đứng top 84 của danh đua con què đấy anh em. Đây, đua con què với số trận là 308, win 53 và kill tận 1008 và cana là 7 chấm. Và mức danh là con cua. Đấy, server ASEAN. Danh squad thì anh ấy chắc nghe vẻ ít chơi anh em ạ. Chơi có hơn 100 trận thôi anh em. Đấy, thành đùa. Đây, ui dồi ôi,
Mình trời ơi, anh ơi, anh bắn như thế này thì ai bắn lại anh nữa. Mình chụp ngay cái ảnh này này tí. Làm cái thầm lêu. Ui trời ơi, KDA này 87 trận, win 57. Giết được 926 và KDA tận 28.94. Ui trời ơi. Gọi là làm tròn lên KDA làm 29 chấm cơ mà. Bắn quá kinh khủng anh em ạ. Đây là mùa 7 của anh ấy, thôi mình chỉ sâu mùa 7, mùa 8 thôi. Và đây là cái KDA của mùa 8 với cái mức danh là con què đấy anh em. Bắn quá kinh khủng đi. Đây người ta gọi là đẹp, đẹp trai, nhà giàu, xong còn tay to như thế này nữa thì tại sao mà gái không đổ cơ chứ. Nó cứ gọi là đổ hàng đàn luôn đấy chứ không phải. Đấy, đấy là sơ bộ cái nick gọi là khủng của anh này. Chúng ta cùng đến với cái cuối cùng là rank RP, tất nhiên là Max Never rồi. Đại gia mà. Max luôn Never rồi anh em. Quá trời đồ luôn. Không đứng top anh em ạ. Nhưng mà cũng gọi là đứng làm sao được. Top về toàn Dubai các thứ thôi anh em. Quá kinh khủng đi. Anh em thấy không? Với cái dư là 14.000 điểm cơ mà. Đây là mức danh của vị đại gia này. Còn bây giờ thì mình sẽ vào trong chế độ giải trí nhở. Đâu nhở? Đây, mình sẽ vào bắn sniper để có thể test thử cho anh em xem cái cây M24 hải tặc Max Level nó ra làm sao anh em nhỉ? Hợp lý luôn. Không có móng nào nhỉ, gần đây à? Chạy đâu hết vậy mấy anh trai? M24 đâu? Có SKS anh nhỉ? Không có ai ở đây luôn. Buồn, thực sự buồn. Đường ngay M24 đây xem nào. Không có M24 luôn. Đậu má con cá thật. M24 đâu, hello. Trời ơi, cái đường bay dô hốc nó. Cái vòng tròn nó nhỏ thế này mà nó không nhảy vào đây luôn anh em ạ, vô lý. Thấy gọi là hơi có gì đó vô lý nhẹ ở đây anh em ơi. Anh em thấy không? Nhìn nhá, đồ sặc sỡ vãi, đẹp vãi anh em ạ. M24 đâu? Mình biết vừa nó nhảy đâu rồi. Có thằng nhảy phía tầm gọi là xì cun đấy anh em. Mình phải kiếm được cây M24 đã. Đây rồi, vừa nói xong anh em ạ, kiếm được luôn. Cầm thêm cây, á, thấy người này. Chỉ là con boss mà thôi. Bây giờ điều cần thiết nhất đó là kiếm cho mình được một cái xì cốp. Đấy, M24 nhân vật chính của chúng ta ở đây rồi. Đây là có luôn anh em ạ, thế thì đi chơi luôn. Đi săn người luôn anh em. Không nói nhiều mấy cái mấy thanh niên này. Người ta gọi là nói nhiều mất vui đấy, mất hay. Cái lúc di chuyển nó không quen anh em ạ. Tại vì là không phải là cái lick của mình mà. Nên là gọi là vào đây test cho anh em xem cái. Đây bắn nhau gì kìa. Test cho anh em xem cái gọi là gì nhỉ. Hiệu ứng với cả M24 hải tặc nó ra làm sao thôi. Độ nhạy mình còn chưa cài được cái chứ. Bắn không quen độ nhạy nữa thì thôi. Cứ gọi là mù mắt anh em ạ. Nên là anh em thông cảm nha. Tại vì lick của mình mượn mà. Một viên. Nên là mình không thể nào mà cài độ nhạy được. Tại vì là mấy cái độ nhạy đấy đến lúc chỉnh
nó rất là nó luôn, 707 luôn anh em. Nó ấy quá. Một viên. Anh em thấy không? DG bố kem vừa kêu được thằng cò mẹ nào đó. Dám đấu súng với mình anh em ạ. À, bạn chạy ra. Chạy làm sao được. Trời ơi. Đó này. Làm sao mà chạy được với mình bạn. Quá xịn đúng không anh em? À bên này. Ui tap 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 tap. Hơn cả tap người yêu cũ anh em ạ. Mình nghĩ bên này có 3 thằng thôi. Chạy đi. Đâu rồi? Kia rồi. Kia rồi. Nào thò ra. Ôi ôi. Tí nữa thì mình. Bạn nghĩ gì? Khoa đấy tí mình hẹo rồi anh em. Bỏ. 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 Bạn nghĩ bạn ăn được mình á? Khó lắm bạn ơi. Cái pha vừa nãy mình, anh em thấy không, mình không chỉnh, mình không quen cái setting, thế là mình ngõ ra, mình bắn hụt, mình bấm nút bắn hụt chứ. Đấy, khổ lắm anh em. Thấy một thằng rồi này. Thấy một thằng rồi này. Bắn à. DG bố kem vừa lại kêu được một thằng bò mẹ nào đấy. À còn một thằng bò này. Bò này. Bò này. Dám bò trước mặt Linh ATM à, anh thấy không? Kêu nó hiện lên cả cái khói khói. À đây này, đây này, đây này, đây này. Ôi đấy, lại bấm trượt này. Bấm trượt này. Và anh em thấy không? Cái nhịp lúc đầu ấy, mình bấm nó đã trượt rồi. Lút bắn nó chưa quen anh em ạ. Nhưng mà không sao, chúng ta vẫn ăn được mạng. Giết người cứ gọi là easy. Còn hai cháu nữa. Có một cái cháu cái gì vừa đi giết mà mình vừa nói không, quên tên rồi. Giết người gọi là như nhái đấy. Đâu rồi? Bạn gì vậy, giết một đống người đâu. Ra đây. Đấu súng với mình thế nào. Thôi một thằng outside play zone. Cái đậu má con cá tầm này còn giết chết ngoài bo à. Really. Thôi nó outside mợ bề play zone rồi. Bây giờ còn thanh niên kia ở đâu. Ôi giời ơi. Chết bo luôn anh em ạ. Ok, vậy là clip của mình cũng kết thúc ở đây thôi. Thì mình cũng review cho anh em xem được cái cây M24 hải tặc level 5. Nếu mà anh em thấy thích hay những cái clip kiểu như thế này thì đừng quên là comment ở phía dưới nha. Hẹn anh em ở những clip tiếp theo. Bye bye.